là cái chuyện nói rằng sẽ có nạn đói đâu gì, lúc đó khoai lang khoai mì còn không có mà dùng nữa. Bởi vậy đó, lúc trước đó muội cũng có nói là chúng sanh nên trữ ít gạo, thì mọi người nói là nước chúng ta là nước nông nghiệp, thì đúng vậy luôn, nước chúng ta là nước nông nghiệp quý vị, không phải chúng ta lười biếng chúng ta không làm, nhưng mà đến khi đó dịch bệnh chết quá không có người lạc là cái thứ nhất. Cái thứ hai, thiên tai lũ lụt đủ thứ cảnh xảy ra, giống như bây giờ cái trồng xuống thì nước nó ngập vô là hết mất hết chì lẫn chài, thì lấy đâu mà còn để mà nó phát triển lên để mà gặt hái nữa, có phải chúng ta sẽ đói không? Mà không cơm rau, một bữa nào mà có rau có dưa leo rồi là mừng dữ lắm rồi đó, chứ không phải là chỉ có nuốt cho nó giữ cái thể này cho nó khỏe để mà làm việc thôi, làm việc mà sức bất sang ban còn không có đủ thời gian nữa, lấy đâu mà nghĩ tới miếng ăn, nghĩ tới sung sướng, đâu có đi chơi đâu quý vị, đây là làm việc chứ không phải là đi chơi. Mụ cũng hiểu được những cái người nào đó nói là thọ nạn ta đó, mà thọ nạn là chúng sanh chắc cũng mệt rồi, không sao đâu. Thật sự ra đó, vì lòng từ bi của các mẹ đó mà sai việc đó xuống thế là mình phải lăn xả 3 giờ khuya là đã phải lăn xả rồi, chứ không phải là được ăn sung mặc sướng mà ngồi là chiếm chạy trên bàn sung sướng như người ta đâu quý vị, không được, phải ăn chay nằm đất á. Muội cũng không thua gì Thích Minh Tuệ đâu đó, muội nói thật, muội là mang thân nữ lẽ ra phải sung sướng mới đúng. Bởi vậy đó, rất là nhiều người comment trên kênh của Quốc Tạo đó được tới thăm muội đó là mến liền, muội bảo đảm như quý vị tới ngày cái điện thoại ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm muội sức khỏe, vì họ thấy muội cực khổ quá, mà muội đâu có than trách đâu, ai cũng tưởng chắc là muội sướng lắm, không có đâu, vất vả vô cùng, nên mọi đâu cũng đâu có than, cũng đâu muốn kể cái chuyện mình làm mình biết, nên mọi không có muốn kể cho mọi người mà chỉ tự cam tâm thôi. Hôm nay mọi nói chuyện không nổi luôn đó, mà mọi cũng cái tiếng mọi nó khàn luôn, cái tâm nó đưa lên không có nổi luôn đó, mà mọi cũng cũng phải ráng nữa đó quý vị. Tới hôm nay đó, cả nửa tháng nay mụ chưa đưa Linh Nhi được, ngày mai mụ mới bắt đầu đưa Linh Nhi tiếp tục, tại nhiều chúng nó cũng đang trông chờ mình mà mụ cũng không có thời gian để mình làm. Thường thì mụ nói chuyện với Quốc Tạo đó là phải từ 2 tiếng, 2 tiếng mấy, nhưng hôm nay mụ chắc có lẽ là khoảng 1 tiếng, là hơn 1 tiếng là mụ sẽ xin phép rồi. Hôm nào bữa 2 bữa nữa mụ khỏe hẳn đi rồi mụ sẽ lên nói tiếp. Nói thật quý vị ơi, những người có sứ mạng đó rất ư là khổ, phải miệng đời đó mà phải chi á, mà những người người ta biết tu tập á, người ta nói không bao giờ dám nói những đó đâu, còn những người toàn là những người cứ bằng đá cá lăng dê đó, đủ thứ cảnh ở ngoài đời đó mới có những cái phát ngôn xàm tiếu như vậy thôi. Thầy Thích Minh Tuệ đó mà họ ngài đã đắc đạo rồi đó quý vị, ngài chỉ cần bây giờ chỉ cần chờ ngài Di Lặc xuống thế trao lại y và bát là ngài nhập niết bàn ngay đó, là thành Phật luôn đó.
chứ không phải còn phải chờ giống A-la-hán ở dưới này phải chờ đợi đâu. Nhưng mà ngài khổ cực biết chừng nào chưa, mà cũng có người lên nói ngài này thế này thế nào thế kia, những người đó đó đọa tam đồ bất năng thoát tục. Quý vị có biết tam đồ khổ không? Mũi cũng từng giải thích tam đồ khổ rồi. Tam đồ là gì? Lẫn quẩn trong dòng ngạ quỷ súc sanh Atula không bao giờ thoát được, rất ư là khổ. Không phải là muốn thoát được tam đồ khổ đó là cả một vấn đề, chứ không phải là dễ dàng đâu quý vị. Để cuối cuối bài đó muội sẽ đọc cho quý vị nghe cái cơ này, quý vị sẽ hiểu được. Mà muội cũng chẳng thấy buồn đâu, những người đó nói với những cái lời nói không không có đúng đó, đó là cái lòng đố kỵ thôi, không có gì hết, chẳng có gì cả. Lên trên nít cũng vậy, cũng có nhiều cái bình luận vô nói lạ lắm, mà chỉ cần nói vài câu thôi là rớt mắc cỡ là tự động thụt lùi thôi, không có gì cả. Đối với muội đâu có cần, bây giờ tròn sứ mạng để cha mẹ vui lòng là đủ rồi, cứu được con cái của cha mẹ, được người nào hay người đó. Phật á, mà còn nói rằng Phật là phải cứu người hữu duyên, chứ không phải là cứu người vô duyên mà được. Phật á, còn huống chi là mình, mỗi là cũng là người tu hành thôi, mỗi kiếm chi muốn chia sẻ những cái mình đã đi qua vấp ngã để cho quý vị biết được mà tránh, để quý vị đi nhanh hơn muội nữa, vì thời gian này là nước rút rồi, không còn cái nào mà có thể là chờ đợi lâu được. Dạ mô Phật, mời đọc cho quý vị nghe nè. Thần thánh xem ra cũng vẫn buồn, xá chi cõi tục lệ sầu tuôn, quan gia tiền kiếp lo đền trả, nghiệp báo vị lai chớ tạo nguồn, biết sợ răng mình đừng phóng túng, kiên dè khuyên kẻ giữ tùng khuôn. Rồi sao trả xác về cho đất, vạn pháp hoàn không khỏi diễn tuồng. Quý vị thấy mẹ nói chưa quý vị? Không phải là chuyện đùa đâu quý vị à. Thật sự ra đó, mùa đã, những cái gì mùa đã nói đến bây giờ nó đã phơi bày ra mồm một hết rồi đó. Dịch bệnh cũng đã tới rồi đó, đã kêu làm rượu ớt uống. Bây giờ đài báo đều nói rằng bệnh đột quỵ bây giờ gấp mấy lần lúc bình thường rồi. Rồi bây giờ đến kêu gọi bệnh phổi đó, ho đó quý vị. Những người người ta làm khế ngâm đó, người ta uống khế, bây giờ người ta đâu có bệnh, đâu có ho đâu quý vị. Khế ngâm đường đó. Rồi đến bây giờ đó, cái giai đoạn này đó là dùng rượu tiêu rồi đó, quý vị thấy rõ chưa? Những người có rượu tiêu đó là người ta cho những hàng xóm xung quanh uống luôn, dẫn hết. Quý vị thấy đó là những người người ta phát tâm, người ta làm từ thiện luôn đó, cứu người đó, cứu một mạng người còn hơn xây 7 kiển chùa đó, là đúng là như vậy. Quý vị thấy rõ chưa? Chỉ người ta chỉ tin tưởng người ta làm, bây giờ người ta đã cứu người được rồi. Quý vị thấy không? Mụ đâu có nói gì sai đâu, mụ đâu có làm gì quấy, mà cũng không nhận của ai một xu nào hết.
chỉ có tấm lòng yêu thương thôi. Muội rất ư là sợ những người mà người ta phải chịu thọ nạn mà một cách vô tình, nên muội ráng sắp xếp dầu cho bận cỡ nào đi nữa muội cũng sắp xếp. Tới muội có nhiều việc, nếu như mà muội vắng thêm một lần nữa chắc người ta nói là muội giảng sanh rồi. Dạ mô Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cái câu vừa rồi của tỷ nói, cái bất chợt cái Quốc Tạo nhớ lại cái câu giảng của thầy. Thầy nói là mặc tình ai gièm pha tai tiếng, sữa tâm lành như miếng hoa thơm, đến chừng hoa nở nhị đơm thì là trần thế mới hòm vẻ hoa. Miệng đời mà tỷ ơi, không có ai mà biết được cái chuyện sẽ sắp nói đâu. Thầy nói biết làm sao nói hết thói đời, ông Phật ông nói còn không hết, làm gì mà nói hết được. Xin phép hỏi câu hỏi tiếp theo, tại hôm nay không có thời gian của tỷ. Có một cái cô này là ở nước ngoài, cổ có bảo lãnh cho cha mẹ của cổ ra nước ngoài, nhưng mà cha mẹ của cổ nói là bây giờ lớn tuổi rồi, muốn trở về Việt Nam để gọi là để tu hành, để sống, đặng để cho sau này có mất thì cũng mất tại Việt Nam, tại Việt Nam cũng ai cũng biết là đất Phật rồi. Thì cổ mới hỏi như thế này, cổ hỏi là hỏi tỷ cơ dùm, cha mẹ của tôi 88 tuổi muốn muốn đưa bà về Việt Nam có được hay là không, hỏi tỷ cơ dùm. Và cái câu hỏi tiếp theo là lúc 2 giờ tối tôi đốt nhang và niệm Phật có được hay không, tại vì giờ đó là có nghe nhiều người nói giờ đó là giờ âm, ma ma dương quỷ ma xuất hiện rất nhiều. Dạ, hai câu hỏi tiếp tục luôn trong vòng hai câu hỏi đó, mong tỷ trả lời giùm. Dạ cảm ơn, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ mô Phật. Thì tất cả đều là do duyên thôi. Nếu như ý nguyện muốn tu hành thì ở đâu tu cũng được. Nếu như thuận lợi, thuận duyên, ở Việt Nam có người thân lo lắng thì ở Việt Nam cũng tốt. Tại vì sau này Việt Nam giàu sao cũng ít nạn tai nạn hơn. Thứ nhất, ở những nước ngoài đó, mặc dù vũ khí tới tân rồi những cái giống như là cái phòng bị, nhưng mà nạn tai thì nhiều, rồi những cái vũ khí đó thì nó đáp trả qua đáp trả lại coi như là xong. Còn Việt Nam chi chi cũng có các chư vị người ta bảo hộ, một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc ngày sau làm chủ mới là kỳ đó, quý vị thấy rõ không? Những ai hữu phước mới không ra nước ngoài. Mặc dù bây giờ chúng ta đang phải khổ nhưng chúng ta phải chịu khổ trước và sau này chúng ta mới là người hữu phước. Còn tùy hoàn cảnh của mọi người, chuyện đó là chuyện không có gì hết, cũng bình thường thôi. Nếu sắp xếp được thì mọi người nên sắp xếp ở Việt Nam tốt hơn. Còn cái chuyện mà có nhiều người thì cũng hỏi muội câu hỏi này và nói rằng vì á ở nước ngoài đó cơ sở y tế nó tốt hơn và thuốc men này nọ nó giỏi hơn á, nó tốt hơn. Và xin thưa, tất cả mọi thứ chi chi đều có số cả, đến số đúng số rồi là phải thọ thôi, phải ra đi thôi, chứ không phải là khi chúng ta ở đâu cũng vậy, chúng ta chưa tới số chúng ta vẫn được cứu như thường, nhưng mà tới số rồi dầu chúng ta trốn trong nhà trong lu gì chúng ta vẫn phải ra, phải lật nghiêng nhào ngửa để đi theo sắc đẹp và vô thường đâu gì dẫn xuống
dẫn xuống địa ngục đó. Nên chúng ta không đừng có sợ, đừng có gì hết, cứ tùy duyên thôi, không gì hết á. Dạ mô Phật. Còn câu thứ hai Quốc Tài hỏi lại giùm tỷ. Cúng 2 giờ tối đúng nha, 2 giờ tối giờ niệm Phật có được hay không, tại nghe những cái người khác nói là giờ đó là giờ âm. Dạ. Dạ mô Phật. Thì cúng thì chúng ta phải có thời. Thứ nhất là 6 giờ tối, tức là giờ Dậu đó, thì thường đó thì lúc đó là âm á, âm dương nó giao hòa. Rồi tới 12 giờ đêm, rồi tới 6 giờ sáng và 12 giờ trưa, đó là những cái mốc âm dương đó, nó có âm có dương giao hòa với nhau đó, thì chúng ta công phu tốt hơn là những cái giờ khác. Còn nếu như chúng ta ngủ không được thì chúng ta dẫn ra dâng hương rồi niệm Phật bình thường, nhưng mà nó không có hiệu quả, tức là khi đó chúng ta hưởng cái thanh điển của ơn trên đó, nó không như gọi là bên Cao Đài giáo gọi là tứ thời đó. Nên chúng ta phải cố gắng là giữ đúng tứ thời. Còn nếu như chúng ta ngủ không được, hoặc là tới đó chúng ta thức giấc, chúng ta ngồi lên niệm Phật cũng vẫn được như thường, dẫn ra thắp hương niệm Phật cũng được như thường, đừng có dị đoan gì hết quý vị. Trong tâm ta có Phật, mình niệm Phật thì không có con ma con quỷ nào mà nó dám lại gần mình hết. Chị cũng có một người bạn, lúc đó người đó là nam, thân vạm vỡ cũng đẹp người lắm. Lúc đó đó chưa có biết mà bị ngủ ở ngoài, giống như ở ngoài cái chòi để mà ở ngoài gì, cái chòi ngoài giường vậy đó, để mà là giữ giường đó. Cái bị gọi là bị thấy ma đó, một cục lửa to lắm nhào lại bay gần tới, rồi cái người đó giật mình nắm ấn tý lại, tức là cái tay trái nắm ấn tý lại và nắm cả, quên nó, nắm cả hai tay mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm đến tiếng thứ ba là cái cục đó nó tan ra mất luôn đó. Quý vị thấy rõ không? Không ai dám lại hết, không ma quỷ nào dám lại. Nên quý vị ơi, lúc nào trong tâm ta cũng tưởng Phật, tưởng cha mẹ, tưởng chí tôn, tưởng Phật mẫu, tưởng đến Đức A Di Đà, tưởng đến Đức Thế Tôn, hoặc là tưởng Quan Thế Âm Bồ Tát và các, hoặc là Chúa, hoặc là các vị nào quý vị tôn thờ kính yêu đó, quý vị tưởng và quý vị tin đi, sau này quý vị sẽ được người đó cứu đó quý vị. Dạ mô Phật. À, tỷ cho đệ hỏi cái nấm cái ấn tý là cái gì tỷ? Ở bên Cao Đài giáo á, gọi là ứng tý, thì nó có như vậy: thiên khai ư tý, địa tịch ư sửu, nhân sanh ư dần. Đó là ba cái ở trong Cao Đài giáo cũng có dạy như vậy. Mà cái ứng tý đó là cái tay trái của mình xòe lên, xòe ra, thì cái ngón tay cái của mình sẽ bấm vô cái cung tý. Cung tý là nó nằm ở cái ngón áp út, cái ngón mà đeo nhẫn cưới, bấm vô đó rồi nắm tay lại. Ở bên Cao Đài giáo thấy người ta lại, người ta bắt ấn hai tay, người ta bắt cái ấn tý và người, cái tay phải người ta chụp lên đó, là gọi là ấn tý đó. Hôm nào có Zalo đi, rồi tỷ tỷ sẽ chỉ cho cái cách để mà bắt cái ấn đó, là cái tâm ấn của Chí Tôn đó quý vị. Đó là tâm ấn, ấn ấn đó là trùm các ấn luôn,
tất cả các ấn không bao giờ bằng các ấn đó. Ví dụ như bây giờ Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có ấn, A Di Đà cũng có ấn, Đức Thế Tôn cũng có ấn, tất cả ai cũng có ấn, Di Lạc cũng có ấn, và Chí Tôn cũng có ấn. Ấn tí đó là ấn của Chí Tôn và môn Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn tỷ đã nói cái phần ấn tý đó, thì cũng biết được thêm nhiều cái việc, đúng là học học nữa học mãi. Dạ thì được phép hỏi tỷ tiếp tục đến đi, cũng có nhiều câu hỏi thì tỷ thấy cái câu nào mà nó cần trả lời nhanh thì tỷ cứ trả lời giùm, tại mình không có thời gian. Có nhiều câu hỏi mình không hỏi người ta buồn mình, tỷ cũng khổ lắm. Có một cái cô có một cái này hỏi giùm cho thằng đứa em là 46 tuổi, mất ngày 3 tháng 3 7:30, bệnh ung thư, chết về đâu, nó hỏi như vậy đó tỷ. Tỷ cũng quan hệ trả lời giùm cho Nam Mô Di Đà Phật. Dạ mô Phật, cái việc này đó thì phải viết ra, Nguyễn Văn A bao nhiêu tuổi, con của cha là Nguyễn Văn B, mẹ là Lê Thị C, con là Nguyễn Văn A bao nhiêu tuổi, rồi địa chỉ số nhà, thì hoặc mai muội sẽ soi giùm. Chứ bây giờ hỏi như vậy thì làm sao mà biết được cái người đó ở đâu, tên gì, mặt mũi như thế nào, rồi địa chỉ nhà ở đâu mà soi được? Không được, phải có tên cha tên mẹ giống y như cái người bữa hổm hỏi, cái hoặc là chụp hình rồi ghi tên cha mẹ của cái người mất, rồi cái người mất là người con mất, rồi cái số nhà địa chỉ rõ ràng thì mới có thể là soi được. Không thể nào trả lời được. Dạ mô Dạ. Phật. Dạ, cảm ơn tỷ. Cho đây hỏi cái câu là ếch ngồi đá giếng mắt trong, vịt nghe tiếng sấm cũng không biết gì, khoai lang lại với khoai mì, đến khi tằn khở đổ thì khẩu ta. Thì ở trong cái câu giảng này đó, nói nôm na đó là sẽ có giặc tằn, nhưng mà sao mà để suy nghĩ không có ra cái chỗ mà khoai lang lại với khoai mì á tỷ, cái phần này nó có cái ẩn ý gì không tỷ? Dạ cảm ơn tỷ. Nam mô Di Đà Phật. Dạ mô Phật, nói là thiên tai trước rồi chiến tranh, bắt đầu từ tháng khi nó chết á, nó cũng phải dùng dãy thì nó táp được, miếng mồi nào thì nó táp, thì ai khôn thì coi như là biết tu hành thì coi như là thoát, còn ai không khôn thì coi như là nó nuốt vô bụng luôn. Bởi vậy đó, sau này nước miên đó, nước cam đó, ngồi không có giáp cái gốc bồ đề đó, ở bên Đức Thầy có nói là gốc lâm dồ đó, còn bên cao đài thì là gốc bồ đề đó. Cái gì, bao nhiêu dân số mà còn ngồi không, còn bị gì đứt vậy? Không biết tỷ. Rồi rồi tỷ nói tiếp đi. Dạ mô Phật, thì đó cái Thì chuyện đó cái khía cạnh nên chúng ta phải bây giờ phải ẩn nhẫn thủ kỹ là như vậy đó. Đến khi đó thằng Trung Quốc đó, bây giờ nó đang trả nữa nè quý vị, nó trả từ mấy năm nay rồi, nhưng bây giờ đó bắt đầu trả khủng khiếp, đến khi nó nộp đó tức là nó không còn xoay trở được, giống như cái con vật mà nó sắp chết rồi, nó phải dùng dãy. Bây giờ nó táp bên này được, nó táp bên kia được, thì nó cứ gì táp
nó cắn ai được thì nó cắn. Thì lúc đó nó nộp quá, nó mới xúi thằng Miên đánh. Thì thằng Miên nghe lời đánh, thì lúc đó dân của thằng Miên ngồi không dắp cái gốc bồ đề là như vậy. Lý do đó, tại vì nước ta cũng không dễ ăn hiếp đâu. Phật thánh tiên ở giáng phàm ở Việt Nam rất nhiều, sau này tất cả các nước ngoài nó sẽ vào đầu lưỡi Việt Nam đó quý vị, nó hỗ trợ cho Việt Nam hết mình luôn. Quý vị thấy rõ ràng con nít của Việt Nam bây giờ không? Những đứa con nít của những cái gia đình đó, nhiều khi nó phát ra những cái tiếng nói mình người lớn chưa có thể nào có những suy nghĩ như vậy luôn đó. Hay lắm quý vị, rất tài, quý vị thấy rõ không? Nên chúng ta bây giờ tu rất là nhiều cái lợi, nên chúng ta tu đi. Bây giờ chúng ta đã thấy rõ như ban ngày rồi, đâu có cần mà phải nhân ngày xưa đợi nó đến rồi mới thấy. Bây giờ báo đài đủ cảnh ở trên mạng đầy đủ hết, đến một ngày mạng cũng không có để mà xem đâu. Bây giờ cần thì quý vị cứ xem để học hỏi, để rút tỉa kinh nghiệm, để có sự chuẩn bị cho mình. Đức Chí Tôn đã có nói rằng, đã có nói rất là nhiều đó, cũng có nhiều người hỏi muội đó, tại sao là Đức Chí Tôn mà đạo không mở đạo ở nhất kỳ hay nhị kỳ mà lại mở đạo ở kỳ ba là thời kỳ cuối, thời kỳ mà nhân loại không còn có đức tin về duy tâm mà họ hướng mạnh về con đường duy vật. Bây giờ họ chỉ nói rằng tôi cố gắng làm cho có tiền để lo cho các con ăn học, để làm, để không làm những điều xấu cho xã hội, và nó có được công ăn việc làm sau này để không còn vất vả như cha mẹ của nó. Hay làm công quả, lập công bội đức, có khi cũng lắm, cũng muốn lắm nhưng không thì giờ. Cũng có nhiều người nói với muội như vậy, thì điều đó chứng tỏ rằng con người bây giờ sống thiên về về vật chất và quên đi cội nguồn đó quý vị. Thì lập công trong thời kỳ ba này sẽ có được kết quả của sự mong muốn của Đức Chí Tôn hay các đấng hay không? Quý vị thử suy nghĩ thử coi có không? Nhưng mà khi chúng ta đừng nghĩ như thế thì chúng ta sẽ biết rằng Đức Chí Tôn đã nói đó, thầy đợi tới thời kỳ thứ ba này, thời kỳ nhân loại tán loạn vô nhân vô đạo, đó là thời kỳ chính thầy mới mở đạo chứ không phải mượn tai phàm nữa, mà chỉ có mình thầy mới làm nổi. Chứ thần thánh tiên Phật cũng chịu thua luôn đó quý vị. Bây giờ quý vị thấy con người đạo đức suy đồi vô cùng, bất nhân mất lương thiện. Thậm chí tại sao nước mình lại ung thư nhiều? Đó là những thí dụ như trái cây nó bán qua Trung Quốc giá cao, rồi Trung Quốc nhúng thuốc bán ngược trở về cho chúng ta ăn. Có phải là nó giết chết mầm móng của
tương lai của đất nước Việt Nam không? Nó đủ hiểu rằng nước Việt Nam sau này có Phật, có tiên, có thánh, có thần, và nó cũng đủ hiểu rằng Long Hoa Hội sẽ ở Việt Nam mình, nên nó bây giờ nó đã giết chết con người bằng cách đó. Thực phẩm của chúng ta cũng vậy, nó chích thuốc vào con gà, rồi nó chích thuốc vào cá trứng, rồi nó đủ thứ cảnh hết, thịt bò, thịt heo, thịt vịt nó cũng làm hết. Quý vị thấy rõ không? Chúng ta ăn thức ăn bẩn vô cùng nên chúng ta bị nhiễm bệnh ung thư, rồi đủ thứ cảnh, nhỏ xíu cũng bị rồi đột quỵ, rồi đủ thứ hết. Quý vị thấy nó tàn ác đến như vậy không? Mà đến bây giờ đó, nó đã gieo nhân rồi thì bây giờ nó đã gặp quả. Quý vị thấy một lần nó bị thiên tai thì quý vị thấy rõ ràng thiên tai của nó nặng nề đến như thế nào. Đức Chí Tôn đã tiên đoán trước được tất cả nên đã lập ra cái Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ lần này để cứu rỗi chúng sanh, là như vậy đó quý vị. Chứ không phải là chính Đức Chí Tôn giáng cơ điển xuống, chứ không phải là cho một cái vị đại tiên nào xuống cả, nên rất ư là màu nhiệm trong cái cơ này. Muội hy vọng rằng quý vị hãy tìm hiểu và phải có sự chuẩn bị cho mình và sắp xếp để mình cố gắng tu hành nghe lời cha, lời mẹ, lời các đấng, để chi, để mình có các phương tiện sống sót bước qua từng giai đoạn một. Bây giờ là giai đoạn sát phạt rồi, từ đây đến năm Dậu không bao giờ được yên một chút nào cả quý vị. Tất cả là bắt đầu từ năm Mẹo cho đến năm Dậu là 7 năm, kết thúc 7 năm chúng ta mới có một mùa xuân mới. Dạ mô Phật, mà chị chia sẻ được một chút nữa thôi, không dám hé lộ nhiều quá, tại vì hé lộ nhiều quá thì nó cũng có nhiều cái phức tạp lắm quý vị. Mà muội cho quý vị biết luôn, hội Long Hoa đã khai mở rồi, bây giờ chờ quyết định chung kết mà thôi. Chung kết để làm gì? Để tuyển phong Phật vị. Ngày trước đó phong thần mở tại Long Hoa, quý vị cũng có coi phim phong thần thử đi, là mở ở bên đó, lập đàn tràng, lập cái trận đồ chu tiên trận chắc biết bao nhiêu. Còn bây giờ đó gọi là bát quái đồ thiên thì nó sẽ còn khủng khiếp đến bao nhiêu nữa. Chứ đừng có nghĩ rằng có nhiều người đó quý vị biết không, họ đã tài là giỏi rồi, họ đã lần theo những cái thông tin, những cái trên mạng xã hội đồ đó, họ học được, họ hiểu một chút về vô vi, về càn khôn, về vũ trụ, thì họ đã lầm là họ đã hiểu sâu rồi, họ mới ngông cuồng. Nhưng mà họ đâu có nghĩ rằng đó là ở trên vẫn còn cái gọi là thanh trừng và sàng lọc, có cách của cha khác. Họ chỉ ngạo mạn như vậy, nhưng mà họ đâu có nghĩ như vậy, họ đâu có biết đó là cái cơ gọi là tận diệt, tiêu diệt người và vật, gọi là tận thế đó quý vị. Chúng ta hồi xưa hay gọi là tận thế, nhưng thật ra đó là chuyển thế, chuyển từ hạ nguyên hạ sang thượng nguyên thượng của một cái chu kỳ khác. Mà chu kỳ thánh đức, những ai sống sót được hưởng phúc, không thể nào mà
ở đâu được, coi như là chúng ta sống cảnh tiên tại thế luôn, không cần làm cũng có ăn, không cần làm cũng có mặc, muốn cái gì được cái nấy, sung sướng vô cùng. Nên chúng ta phải đặt lên bàn cân và cân đi. Chúng ta hy sinh chỉ có không có bao nhiêu năm thôi, mà chúng ta phải đã đạt được một cái sự màu nhiệm của thiêng liêng sống qua đời thánh đức, một cái cuộc sống coi như là hoàn hảo nhất. Muốn được như vậy đó thì chúng ta phải thực hiện 10 cái điều của Đức Chí Tôn để lại. Hôm nay một đọc cho quý vị nghe 10 món bổ pháp của Chí Tôn dành cho nhân sanh đây. 10 món bổ pháp linh thiêng, em nào làm được thánh hiền chẳng sai. Đây là lời của Chí Tôn nói đó. Lời này của Đức Tôn Sư nói chứ không phải là, cũng là thay mặt cho Chí Tôn nói. Đức Tôn Sư là Đức Hộ Pháp đâu vậy. Thứ nhất, điều thứ nhất tuân y luật pháp đúng chân truyền của Đức Chí Tôn, mặc ai bài vẽ thiệt hơn, đạo tâm nhất dạ chẳng sờn lòng son. Điều thứ hai tông đường trọn hiếu, phụ mẫu ân trọn đạo làm con, vợ chồng trọn nghĩa keo sơn, phận làm cha mẹ trọn tình cùng con. Điều thứ ba giữ tròn trai giới, dùng tương rau dưa muối hàng ngày, sớm chiều thanh đạm trường chay, nhẹ nhàng thân xác chẳng hoài công ta. Điều thứ tư lánh xa đảng phái, không nao lòng đường phải cứ đi, không nghe xúi dục lôi trì, đức tin mạnh mẽ tam kỳ độ sanh. Điều thứ năm thực hành phước thiện, giúp đỡ người đau yếu thế cô, giúp người tàn tật già nua dưỡng nuôi trẻ nhỏ cúc coi não nùng. Điều thứ sáu dặn lòng hằng bữa, chẳng đặng thâu tiền của chúng sanh, thanh liêm trong sạch chân thành, công dung ngôn hạnh lặc tập tành cho siêu. Điều thứ bảy thương yêu đồng loại như anh em thân ái ruột rà, như cùng một mẹ một cha, đỡ nâng dìu dắt thuận hòa dưới trên. Điều thứ tám chẳng nên phản bạn, lòng trung kiên chẳng đặng bội sư, công trình bác ái nhân từ, trung thầy nghĩa bạn tâm tư sáng loà. Điều thứ chín hiền hòa chân chất, đừng vong công bội đức lộng quyền, ở như các đấng thánh hiền, thực hành chữ nhẫn lưu truyền noi gương. Điều thứ 10 yêu thương mạng sống, trọng mạng người, trọng mạng thú cầm, kính trọng sinh mạng nguyên căn, vừa theo tánh chất đạo hằng chí tôn. Đó là 10 món bổ pháp mà cha đã cho đó quý vị. Thì lúc nào Đức Chí Tôn cũng lúc nào cũng thương yêu chúng con, nên mở cho các con một con đường để mà tu hành, cho từng cái món báo. Thì các vị cứ việc chép lại để hành cho đúng như vậy thì các vị có một chân trong hội long qua rồi. Đức Tôn Sư cũng có nói rằng ráng tu cho kịp hội long qua, đạo đức không chuyên khổ lắm mà, chai lạc đặng ngừa loài khí độc, mê mang bất tỉnh trận kỳ ba, người hiền cứu sống ra phò chúa, kẻ dữ bạo tàn sát quả tha. Thân dậu đến đây rồi sẽ biết, đinh ninh dạng dữ mấy lời ta, vàng thiết lộn vào tự tiên tri, tây ninh chợ ấy hết đường đi,
Tre già trải nhánh xài thất ức, cất xưởng đợi chờ bấy lâu nay. Tòng bá ngô đồng đâu có lỗi, cao già ruột cứng thật quá tai. Giông tố tới đây cây đâu dựa, ba nhà vô đậu chật tàu cao. Quý vị thấy không? Bắt đầu từ tháng 6 năm nay, giông tố đến đây cây đâu dựa. Mỗi lần một trận bão, quý vị sẽ thấy bay hồn khiếp vía. Nên nó muội xin các vị đó, những người ở vùng trũng sâu đó, thiết kế những cái bè đi, để nước dâng tới đâu mình lên bè để sống tới đó. Mỗi thấy vừa rồi đó, trận lũ vừa rồi có nhiều nhà người ta thiết kế như vậy đó quý vị, bè giống như bè nuôi cá vậy đó, nên người ta cũng thoát nạn cũng đỡ hơn. Chưa gì bây giờ là có những người trèo lên nóc nhà ngồi rồi đó quý vị, thấy thương vô cùng chưa. Nên á, mọi vì tình thương á, mà muội cũng được nhiều người cũng nói là nói sợ ảnh hưởng đến chính trị rồi này nọ. Mũi nói không kệ đi, miễn rằng muội cứu chúng sanh được, các bạn đồng sanh của muội được là muội mừng rồi. Ngoài ra cũng chẳng hề mà trù gì cho đất nước Việt Nam hết, mà lúc nào cũng phải cầu nguyện thôi. Lúc nào cũng ráng nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, nhất là đất nước Việt Nam thân yêu này được vẹn vĩnh cửu trường tồn, và người dân Việt Nam được an cư lạc nghiệp, cộng hưởng thái bình, an ninh và hạnh phúc. Lúc nào một cũng cầu như vậy, thì muội lúc nào cũng có cái tình như vậy thôi. Chứ muội cũng là người tu hành thôi, rất là dở, chưa có đạt được cái gì hết. Nên muội cũng chỉ muốn giúp cho các bạn của mình cũng tu như mình, để ai ai cũng được thanh nhẹ rồi thì cũng được có cơ hội được cha mẹ ban rưới hồng ân thôi. Dạ mô Phật. Dạ, à, để cứ hỏi hoài ha, chừng nào tỷ ngưng thì tỷ ngưng hết tỷ. Dạ thì được cho phép hỏi tiếp tục đến đó là ví dụ như Quốc Tạo cũng thắc mắc cái điều này nè. Ví dụ như là mình trước khi mà xảy ra một cái điềm báo gì đó, ví dụ như vừa rồi ở bên Trường Xuân của nhà thương Trường Xuân của bên Trung Quốc, thì trước khi mà xảy ở trong cái nhà thương đó là những cái căn bệnh phổi trắng mà đầy hết nhà thương đó, không có chỗ chứa đó, báo động đỏ đó, thì có nhiều đàn quạ bay xung quanh. Ví dụ như có những nhiều trận mà sóng thần thì những cái con cá bự ở dưới vùng biển sâu nó cũng trồi lên. Rồi những trận động đất thì nào là rắn, rồi nào là kiến cũng xây vòng với nhau, rồi là châu chấu vân vân. Vậy rồi theo theo như Quốc Đạo muốn biết đó là khi mà cái đại nạn nó đến thì có những cái điềm báo gì không, để cũng cho hay dùm để cho bà con người ta chú ý. Cũng giống như là trước khi mà trời mưa thì cũng có chuồn chuồn nó bay thấp, thì mưa bay cao thì nắng bay dừa thì giống gì đó nhân dân. Dạ cũng tỷ cũng cho một cái có một cái tia hy vọng để cho người ta dòm ngó cái đó, là người ta biết được cái chuyện nó sẽ sắp đến. Cũng như Quốc Tạo nè, lỡ ganh giới nè, thì hôm mà hô hào 1 2 3 thì chắc có lẽ là Quốc Tạo phải ra đi trước rồi đó, chắc ăn 100% rồi đó. Thì cũng nghe lời trĩ, cũng nghe lời chị mời, cũng có chuẩn bị dữ lắm nha. Trong nhà lúc nào cũng có gạo và cũng có dư gạo để cho những bà con người ta bán số, người ta khổ sở dùng canh giới này rất là đông. Thì hôm mà lạ thì của ta cũng cho xin thuốc của tỷ cơ cũng cho. Hầu như tỷ cơ bây giờ là trên toàn đất nước rồi, luôn cả nước ngoài ai cũng biết tỷ cơ rồi đó, ai cũng biết hết rồi đó. Thì cũng dễ biết tỷ cơ nhiều để cho ta tu cũng rất là mừng. Vậy xin tỷ cơ cho biết là khi mà xảy ra cái chuyện gì đó thì cái điềm báo nó như thế nào, đặng để cho mình cũng ngừa giật á tỷ. Dạ cảm ơn, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ mô Phật. Thì con thể là cha mẹ và các vị thôi, nhưng mà bây giờ là đời sắp phạt rồi, nên chúng ta hãy cẩn thận
giống như trước đây đó, rạch giá đó quý vị, có những đàn chim á, bay tới đó quý vị, là quý vị thấy rạch giá sẽ hứng chịu trước đó. Lúc trước đây mọi có nói rằng thứ nhất là Bạc Liêu, Rạch Giá, Hà Tiên, Cà Mau, ở trong phía vùng trong nữa thì có Long Xuyên, Cao Lãnh là một phần, thì quý vị thấy rõ không? Rồi sau này Đồng Tháp cũng vậy, Đồng Tháp là một cái hố trũng, sau này nó sẽ làm cho người ta trôi nhiều lắm đó, nên những ai ở Đồng Tháp thì chúng ta phải phải có vấn đề nha. Nhưng mà đó là lúc đó là biến địa đó quý vị. Thì trước đây giống như là ở ở Hà Nội đó cũng có những dị tượng đó, thì bây giờ Hà Nội đã bị rồi, thì quý vị sẽ canh theo những cái dị tượng đó mà chúng ta sẽ ngừa. Mẹ chắc cũng có lẽ là cũng cho biết trước, nhưng mà muội chỉ sợ rằng cận quá. Điều thứ hai nữa, lúc đó không biết là có mạng hay không, hoặc là có điện có mạng hay không để mà lên réo gọi. Chứ thật sự 72 tiếng không có ánh sáng đó, thì cha mẹ đều cho điềm báo trước, đó là tự nhiên không khí nó trở lạnh. Thứ hai nữa, gió lúc đó rít dữ lắm, gió rất là đáng sợ. Rồi thứ ba nữa đó là trời u ám, và muội chỉ nhớ mẹ dạy cho muội rằng khi nào nhìn thấy mặt trăng và mặt trời mất dần ánh sáng đó thì điềm báo đó là nó tới đó nghe quý vị. Ngoài nước xa cùng gần kính mến, thì hôm nay đến hẹn lại lên cũng đủ nhân viên chỗ trọ cũng đã trở lại với phần thuốc quý giá của mình để đem đến cho những bà con tiêu dùng sản phẩm mà ai cũng đều ưa chịu. Thì kính thưa bà con, thì Đức Thầy có cho biết là trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Thì ở đây quý vị thấy rồi đó, buổi sáng thì lúc mà 12 giờ thì trời lại là trời mưa, chỉ mưa, còn buổi chiều thì trời lại nắng, nó nghịch mùa như vậy. Rồi lúc mà mùa thu thì chuyển sang mùa đông mà chuyển sang mùa xuân đó, cho nên là hiện giờ là các con côn trùng nó phát triển rất là nhanh. Rồi chưa kể quý vị, ở Nhật Bản thì có những căn bệnh virus ăn thịt người, còn ở Thái Lan thì có những căn bệnh hô hấp 24 giờ cấp tính, 24 giờ lâm sàng, nếu chúng ta không có kháng kịp chúng ta phải chết tại chỗ. Thì còn Việt Nam thì chưa nói đến Việt Nam. Việt Nam thì như lúc trước chúng ta có một ngày đi, chúng ta bị 10.000 lượt 1.000 được lượt lây nhiễm thì chúng ta báo động đỏ. Nhưng mà bây giờ một ngày chúng ta rất là nhiều lần đó, nhưng mà chúng ta không báo động đỏ. Và chúng ta vẫn bình thường sống chung với dịch. Thì bà con phải tự bảo vệ mình trước khi dịch đến thăm mình, giết mình. Thì bảo vệ dịch, bảo vệ mình như thế nào, thì ở đây quốc tạo đã ra một cái liều thuốc rất là cực kỳ, rất là hiệu quả. Thì ở đây những bà con dùng dầu quốc tạo không bao giờ bị dịch bệnh. Nếu mà nói 100% thì chúng tôi không dám nói, nhưng mà nói về mà đứng hàng thứ hai thì không ai dám nói đứng hàng thứ nhất. Thì ở đây sản phẩm của chúng tôi là dầu diêm son ngừa Covid, xin được tự giới thiệu. Sản phẩm này là do gia đình của Quốc Đạo bào chế ra, được học 2 năm nay. Thì ở đây chúng tôi đã nghiên cứu rất là nhiều thành phần trong đây. Kính thưa bà con, thì ở đây bà con thấy cái hũ này đó, cái hũ này là chúng tôi đã sức 1.000 chai, 860 chai cho một cái bà cô đã dùng loại dầu này. Thì ở đây chúng tôi một hũ này tương đương với 1.000 chai có trên. Thì ở đây chúng tôi sẽ ngâm, hiện giờ chúng tôi ngâm là được một tháng mấy, 2 tháng, chúng tôi ngâm tới 2 hũ lần. Một hũ đầu tiên là 3 tháng mấy chúng tôi đã xuất đi rồi, còn hũ này là gần 2 tháng. Thì bà con nào có dùng cái hũ mua lấy 1.000 chai quốc tạo sẽ gửi cái hũ này cho bà con, sẽ mướn dân công lại làm, tuyệt đối toàn là dầu này hết. Còn cái loại dầu này nó hay, đặc biệt hơn dầu kia như thế nào, nó cũng y gan nhau, chất lượng sản phẩm y gan nhau, nhưng mà nhờ cái nó được ngâm lâu bà con, nó ngâm lâu thì bà con biết rồi đó, nó ngâm lâu thì thuốc nó ra nhiều, nó đậm đặc. Khi bà con sức vào, bà con cảm giác được cái mùi thuốc nồng nặc trong cái cơ thể chúng ta, cho nên virus không thể nào mà xâm phạm được. Còn ở đây dầu này ngoài cái việc xuất ra, nó có được 4 vị là nâng cấp thế hệ thứ ba, nghe được 4 vị.
thì vị thứ một, vị thứ hai và vị thứ ba, ví dụ quý vị mời gì dở ngay đi, đó là vị thứ nhất rồi đó đó ha, thơm nồng nạc rồi đó, thì quý vị hử vô, quý vị điện lại cho quốc tạo, quốc tạo sẽ nói quý vị từ vị, quý vị hử đúng y gan vậy luôn, không đúng quý vị cứ gọi là quốc tạo sẵn sàng chịu trách nhiệm về cái chuyện nói của mình đó. Thì ở đây là một vị, một cái hương nè, nè xuất vô nè, hai hương ha, hai hai vị ha, đó là ba vị, quý vị thấy không, ba vị rõ ràng luôn rồi. Rồi quý vị lấy cái tay quý vị chà vậy, cái đó là bốn vị, nó loan tả ra bốn vị, quý vị thử thấy cảm giác được bốn vị rõ ràng luôn, tạo phân tích cho quý vị nghe đó. Thì ngoài cái việc ngừa những cái bệnh ở không khí, cái bệnh virus ra, thí dụ như hiện giờ chồng đi làm công ty, vợ đi làm công ty, đi làm công nhân, con mình đi học trong trường học, mình sợ quá mình đưa khẩu trang cho chồng cho vợ đi, quý vị không cần đeo khẩu trang, quý vị cứ mỗi 3 tiếng quý vị xức cho quốc đạo một lần, 3 tiếng xức một lần, hứa với quý vị cỡ nào cũng hết hết trơn, cỡ nào cũng không có bị nhiễm dịch hết trơn. Lúc trước quốc đạo xức dầu á, đi vô dùng dịch luôn quý vị, để phát gạo luôn, về không hề bị dịch, từ lúc bị dịch bệnh tới giờ quốc đạo chưa hề bị dịch bệnh quý vị, đặc biệt như vậy ha. Còn dầu này đó thì cũng báo cho bà con luôn, trên thị trường có người bán giá cao hơn, có người bán giá thấp hơn, nhưng mà dầu quốc tạo đặc biệt được xuất khẩu đi nước ngoài, hiện bây giờ quốc tạo đi được là 20.000 chai đó quý vị, 20.000 chai đó, thì tính tính đến giờ này là quốc tạo đi được 20.000 chai, còn rượu thì quốc tạo đi được là 200 lít rồi đó quý vị, 200 lít rồi đó, cho đến thời điểm này đó. Thì ở đây thì ngoài quốc tạo ra hứa với bà con không ai chế được loại dầu này hết, không phải không có nguyên liệu, nhưng mà ở đây sản phẩm ở đây là rất là hiếm, và hai nữa đó là quốc tạo học ba người thầy mới chế được, và cái thứ ba là chúng tôi phải ngâm, quý vị à, dầu phải ngâm, nó đặc biệt như thế đó. Tổng cộng là 13 vị thuốc bắc ở bên cái phần dầu này, mình tóm gọn như đi ha, tại còn nhiều sản phẩm quá đó. Bà con hiện bây giờ dịch bệnh rồi, chỉ cần có chai dầu này trong ta thôi, bà con không sợ gì hết, đi đám cưới, đi làm công ty công nhân, đi chơi đi này kia bình thường hết. Cưng ra cưng nhận đồ giùm anh đi. Thì ở đây dầu diêm son quốc tạo sẽ cho qua ha. Rồi tiếp tục đến thì sản phẩm quốc tạo gồm có ba chai dầu, hai chai nhỏ diêm son, một lọ thuốc ngứa, hai chai nhỏ mắt và một cái chai thuốc gụ. Đây là 5 món, một bộ combo 5 món. Báo không có nhà đâu, kêu gỡ đồ đây đi. Dạ thì kính thưa quý vị, thì quốc tạo xin được phép giới thiệu tiếp tục nha. Một cái bộ combo như thế này là 120 ngàn nếu bà con không lấy gì hết ha, là một chai thuốc gụ, hai chai nhỏ mắt, một lọ thuốc ngứa, hai chai nhỏ diêm son và một ba chai dầu. Còn quý vị lấy sản phẩm nào trong đây, ví dụ như những sản phẩm nào trong đây, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý vị là 50 ngàn, cái combo này 50 ngàn thôi, chỉ kèm theo cái những sản phẩm uống ha. Thì ở đây tiếp tục đến là chai nhỏ diêm son, thì ở đây chúng tôi đã nâng cấp lên cho nhỏ diêm son, nó kẹo nẻo chân rồi, đây nào quý vị thấy nó kẹo nẻo chân, nó đổi màu luôn rồi nè. Thì nhỏ diêm son này đó, trời mưa nào quý vị à, ách xì nè, rồi nhảy mũi nè, rồi nước mũi chảy nè, đó quý vị dùng được hết ha. Còn ngoài cái việc đó ra thì quý vị còn nhỏ được thúi lỗ tai nữa, lỗ tai lùng bùng quý vị nhỏ được luôn ha. Còn cái chai này là cái chai ngứa, chai ngứa này là được chế biến bởi 23 vị thuốc bắc. Thì ở đây đó là chúng tôi đã nâng cấp lên mát rồi và bà con dùng rất thành công rồi, nên cho nên chúng tôi không nâng cấp nữa, chúng tôi sẽ đứng lại với một cái chế độ là 23 vị thuốc bắc, và những cái vị mà thêm nữa đó thì chúng tôi xin được chấm chấm đó. Thì ở đây 23 vị thuốc bắc này đó là chúng tôi học được hai vị sư phụ để dạy nha. Thì quý vị sức nè, lông ben lát biến lát đồng tiền, nó măng cả chân kẻ tay, rồi ghẻ lở u nhọt vẫy nến nó, rồi quý vị đồ mồi chỗ tàn nhang quý vị sức được hết nó, rồi quý vị ngứa trên đầu sức được luôn nó. Như những cái bạn nam đó mà cái chỗ nhạy cảm của chúng ta đó, mà ưa đi tắm đó, mà ưa bị lát ra là dính đó quý vị, không chùi đó, bị lên xe quý vị đi thời gian thì nó sẽ ngứa ngáy khó chịu lắm, thì chúng ta chùi sạch sẽ, chúng ta sức này vô thứ quý vị trong vòng 3 lần sức, 2 lần sức quý vị sẽ hết liền, tuyệt vời vậy đó. Bất cứ chỗ nào quý vị ví dụ như vậy đi, chúng ta lỡ sức nè, là nó thơm bưng nào vậy, mở thơm bưng không, chúng ta lỡ sức nè, nó sức vô tay thì bình thường đúng không, sức vô mé miệng nè, thấy không, lỡ như chúng ta liếm vô con nít cũng gì, nó lỡ liếm vô không sao hết quý vị. Thuốc này là được Bộ Y tế kiểm duyệt hoàn toàn ha, thuốc này thuốc bắc ha, quý vị yên tâm, lỡ như liếm vô không sao hết ha, rất là an toàn. Còn chai nhỏ mắt này thì khỏi bàn cãi đi, hiện giờ bà con cô bác đã có một số người ta dùng lúc trước ta sợ lắm, chai nhỏ như mắt của thị trường đó 4-5 ngàn, 9-10 ngàn, 20-30 ngàn, 100 ngàn mà nhỏ còn không hết, mà của ông Quốc Tạo có 4 ngàn sao nhỏ hết đây, mà không biết nó làm im không đó. Thì qua thời gian được nhiều người tin dùng thì dùng, hiện giờ ta đã rất thành công, nhỏ giờ nó gác 15 giây nhưng mà rất là thành công quý vị, nó sáng mắt, nó trị mây cờm, mây thịt, mây mờ, mây nước,
chị lem lép mắt mắt đỏ mắt hột, chị nhậm chị cặn ha, đầy đủ hết, chị ngứa mắt luôn. Là quý vị nhỏ vào, có những bà con cô bác tính đi mổ đó mà không đi mổ, người ta nhỏ ba ba lọ thuốc quốc tạo thì người ta nghĩ đi mổ luôn, người ta sáng mắt ta nghĩ đi mổ luôn quý vị, người ta tự tin. Tại vì lúc này là người ta rất sợ dao kéo, nhưng mà nhỏ vào nó sáng thì ta thấy ổn, người ta không đi nữa quý vị. Còn nói gần nói xa thì không thể nào bỏ qua cái chai thuốc rượu xoa bóp này được. Chai thuốc rượu xoa bóp này quý vị thấy không, ở trên cái chai rượu này quý vị thấy không, nó có một cái lóng tay và nước trong trong giống như là mỡ gì đó, nhưng mà thật sự sự ra nó là băng tinh bạc hà của Ấn Độ. Ở đây là 1 kg 2 triệu, băng tinh bạc hà của Ấn Độ là 1 kg 2 triệu. Thì ở đây đó chúng tôi đã để rất là nhiều cho nên nó lóng xuống cỡ này nè, thì bà con bóp vào cảm giác nóng ha, bà con bóp nhiều thì nó lạnh. Rồi ở đây chị cái gì, chị đau vai gái nè, nhức xương sống nè, nhức gân nè, nhức gân dưới thoi dưới, nhức gân trên thoi trên, nó mình chấm vô mình nhét vô kẽ gân luôn hết nhức. Nó ngoài cái việc mà sức nhức mỏi ra, nó còn trị được nhức gân nữa. Còn cái thứ ba đó là bà con đi ngủ đó, bà con thoi vô hai cái vai gái nè, bà con thoi xương sống cha mẹ mình rồi đó, mình thoi vô ngủ đi nửa tiếng hồi sau thấm thuốc rồi quý vị ngủ rất là ngon lành luôn. Nó tuyệt vời gì bên đó, nó áp cái hệ thần kinh này nè. Thuốc quốc cạo bà con trước khi dùng bà con làm gì cho em cháu gì lắc đều lên, thuốc dưới đây kẹo nẹo chưa, ngâm đậm đặc luôn nha, ngâm đậm đặc bà con để thời gian nó sẽ lóng xuống đây nè, kẹo nẹo chưa. Đó là sản phẩm quốc cạo đó, là 120 ngàn đó. Rồi ở đây thì không thể nào không nhắc đến cái cọc thuốc nhức mỏi của Hồng Kông này. Cọc thuốc này là một lọ 100 viên thuốc của Hồng Kông vị thuốc bắc, uống trị bệnh gì quốc cạo, dạ trị nhức mỏi thần kinh tọa đĩa đệm gai cột sống thoái hóa và bệnh gút luôn, hỗ trợ cho bệnh tai biến luôn ha. Quý vị có say tàu xe vẫn uống được luôn, uống một ngày, uống mỗi ngày 2 lần, lần uống 2 viên, mỗi lọ 1 viên, uống sau giờ ăn, uống được 1 tháng 20 ngày. Đây là một cặp thuốc một lọ 100 viên thuốc của Hồng Kông. Thì ở đây có nhiều cô bác nói ví dụ như uống thuốc nhanh hết quá thì nói ủa sao thuốc nhanh hết quá vậy, có để đầy xa không? Dạ kính thưa không bao giờ có đầy xa nha, hứa 100%. Bà con uống mà có mập có phù mình phù mãn gì cứ về alo là quốc tạo hứa sẽ một sẽ thền một, mà từ đó giờ chưa có tình trạng này bao giờ, quốc tạo bán gần 2 năm nay ha. Còn cái thứ ba bà con uống, có người uống trên 3 cặp thì sẽ hỗ trợ được bệnh tai biến cho bà con, sẽ ngừa được bệnh tai biến ha, rất là tuyệt vời. Bà con cô bác nào nên báo hiếu cho cha mẹ mình, nên có hiếu chồng con mình nhức mỏi quá khó chịu quá ghen nghỉ tối ngày, bà con vừa mua cặp thuốc này gặp quốc tạo là không bao giờ nói tiếng nhức mỏi đây ha, gặp quốc tạo là không bao giờ nói tiếng nhức mỏi đây. Thì chị những cái bệnh đó đó thì bà con có gì cái liên hệ quốc tạo. Một cặp thuốc này với một cái combo này là 400 ngàn chọn gói, 400 ngàn chọn gói, 390 không được mà 401 cũng không được. Sẵn đây giới thiệu cho bà con luôn, không bao giờ để chút xíu quên. Thì ở đây chúng tôi có bán bạc hà nữa, bạc hà núi. Thì ở đây chúng tôi không tiện đem vô, tại vì bạc hà núi chúng tôi không tiện để đem vào đây giới thiệu thì nó ngứa. Thì chúng tôi cũng báo với bà con đặt bạc hà núi thì chúng tôi sẽ gom lại một đơn hai đơn, chúng tôi sẽ lên trên núi mướn người lên núi sẽ lấy bạc hà về bán cho bà con, lên tới núi đặt bạc hà chứ không có vụ mà đem về nhà để nữa thì thời gian nó sẽ hư. Nó đặc biệt gì đó hư thì mình sẽ không có bán buôn gì hết, thì mình sẽ không có được cái đồng ngăn. Thì ở đây á, là cái chai mật ong nguyên chất. Thì trước khi mà đi vào cái vấn đề mà để giới thiệu sản phẩm, còn một số sản phẩm còn lại đó thì chúng tôi sẽ lấy một cọng hành để bà con thấy cọng hành ong nguyên chân này ha, để đứng này ha, nó nguyên chân luôn ha, nó đứng luôn rồi. Thì bây giờ đây chúng tôi sẽ bỏ cọng hành vào trong cái mật ong nguyên chất này, cái đồ nào đâu, đồ gốc đâu, rồi chúng tôi bỏ vào đó, chúng tôi sẽ đậy nắp lại ha. Rồi chút xíu nữa chúng tôi giới thiệu xong chúng tôi sẽ lấy ra cho bà con xem cộng hành nó sẽ bị héo, đó là tác dụng của mật ong nguyên chất ha. Còn đây là tê bì chi, nó tê bì chi này đó là khi mà chúng tôi bà con uống cặp thuốc này bà con nó hỗ trợ cho bà con 50% tê, nhưng mà bà con tê ít thì nó sẽ hết, còn tê nhiều nó sẽ không hết. Cho nên chúng tôi đã nghiên cứu ra cái loại thuốc tê bì chi hợp tác của Nhật Bản Việt Nam, có hướng dẫn sử dụng trong đây đầy đủ hết ha, có hướng dẫn đây hết, có hàng có chống hàng giả luôn đây ha, chống hàng giả tem giả có đầy đủ hết ha. Rồi ở đây chúng tôi uống trị cái bệnh gì, tê tay nè, tê chân nè, lóng tay lóng chân nè ha, tê giò nè ha. Rồi trị rối loạn tiền đình có để đây luôn, có loạn tiền đình thiếu máu não xây sẩm mặt mày chóng mặt qua mắt rồi mất ngủ rồi đau vai gái, chứ đau cái vùng này nè quý vị, đau vai gái đau vùng này nè đó. Rồi kém trí nhớ đó, đi ra trước lấy đồ quên ra sau lấy đồ quên, đó là kém trí nhớ ha. Thì ở đây là chúng tôi sản phẩm này được kết hợp từ Nhật Bản cho nên nhiều bà con cô bác uống đã hết bệnh nhiều lắm ha. Rồi Nam Mô Di Đà Phật, có gì cứ liên hệ quốc tạo. Thì sản phẩm như thế thì chúng tôi sẽ được đi lại như thế tình tự. Thì ở dưới đây là thuốc,
diêm son, một liệu trình thuốc diêm son dưới đây ha. Rồi tiếp tục đến thì cái lọ thuốc, cái này là một liệu trình thuốc bôi chỉ. Thì ở đây có nhiều cô bác đã bôi chỉ thành công ha. Một liệu trình như thế này là gồm thuốc uống và thuốc bôi. Hũ này là của thuốc của Hồng Kông, có để dưới đây nè quý vị. Maze in Hồng Kông, cái này quý vị, Maze in Hồng Kông được hợp tác của được Hồng Kông. Thuốc này thuốc rất hay quý vị, cho nên Quốc Tạo đã dùng nhiều, nhiều bà con dùng đã hết. Còn thuốc này là thuốc dưỡng bì đan, dưỡng bì đan. Thuốc này là chuyên trị về ngứa, ngứa máu. Ví dụ như chúng ta trong cái da chúng ta là không thấy cái gì hết trơn á, mà chúng ta cứ ngứa gãi hoài vậy đó, nhất là những người ăn chay đó, ngứa dữ lắm. Nó thì chúng ta gãi hoài vậy đó. Thì bây giờ dưỡng bì đan này nó sẽ đi vào trong cơ thể chúng ta, sẽ trị về cái gan chúng ta đó, rồi trị về cái thận chúng ta, thận và gan nó gây chúng ta gây ra ngứa, lọc máu chúng ta đó. Thì ở đó thì phần đó nó sẽ giải quyết cho chúng ta không còn ngứa nữa, không còn ngứa máu nữa. Cái hộp này đó là nó có để là có chức năng suy giảm do viêm gan, xơ gan, mãn ngứa, nổi bề đai, vàng da đó, rất là tuyệt vời nha. Hiện giờ là có nhiều cô bác đã dùng thành công hết nha, ngứa dây dẳng, ngứa gãi mà chảy máu luôn quý vị, dùng thuốc này là hết đó quý vị. Còn ở đây là cái hộp thạch lâm thông. Thì báo cáo với bà con hiện giờ là có 4 người đã uống hết bệnh. Thì ở đây Quốc Tạo là người thứ năm, là Quốc Tạo là sạn 12 ly, là uống 3 hộp. Ở đây là có một cái cô đó ở Vũng Tàu là cô sạn 6 ly, cô uống là cũng 3 hộp, ha, cũng 2 hộp hết rồi nhưng mà cố gắng uống thêm hộp nữa. Rồi ở đây có cô ở ngoài thành phố Hồ Chí Minh là 2 người, là sạn hai bên luôn, sạn một bên 5 ly, một bên 4 ly, là uống cũng hết luôn. Đó là uống 3 hộp. Đó thì báo cáo với bà con những người hết bệnh rất là nhiều. Nó còn nhiều cô bác cũng chưa thông báo nữa, rất là nhiều người hết bệnh luôn, và nếu không hết thì nó cũng phải tan rất là tan, rất là nhanh luôn. Thạch Lâm Thông này rất là hay. Thì ngoài cái việc mà bà con bất cứ bệnh gì bà con cứ alo Quốc Tạo, Tạo sẽ hướng dẫn, sẽ chỉ cho bà con những cái gì đó Tạo biết được là sẽ chỉ hết cho bà con. Và ở đây có gia truyền đó là tê tay tê chân đó là ngâm thuốc gì, và rối loạn tiền đình là uống thuốc gì là dân gian nha, và sạn thận này uống thuốc gì bằng dân gian cho mau hết luôn ha. Còn thuốc ho này á là ho đêm, ho ngày, ho dai dẳng, rồi chị ho xong rồi chị phổi cho bà con, rồi chị phổi cho bà con xong rồi chị về hen suyễn cho bà con. Những người mà hơi thở yếu ớt có gì, những người lớn tuổi này nè, đó là cái hơi thở chúng ta đang bị phổi đó, ta đang thiếu oxy, thì chúng ta dùng thuốc này cũng hết đó nha. Nên là ho nha, thuốc ho của Malaysia nguyên chất luôn nha. Còn đây là giãn tĩnh mạch. Giãn tĩnh mạch thì thôi cũng cho bà con biết là gân xanh nổi lên tức là giãn tĩnh mạch, uống vô cũng hết luôn. Còn thuốc này là thuốc huyết áp cao tăng, uống vô cũng hết luôn nha. Rồi ở đây là tiểu đường viên là uống được nửa tháng. Còn này là tiểu đường tán, uống được trên 20 ngày. Hai tiểu đường này có công dụng giống như nhau. Tiểu đường này tiểu đường của công ty, tiểu đường Hữu Hoa. Tiểu đường tán này là tiểu đường thuốc bắc. Thì uống ở đây như thế nào? Kính thưa bà con, ví dụ như bà con uống thuốc tây lâu năm, nó dằn vặt cơ thể của chúng ta, nó làm chúng ta là biến chứng, quan trọng nhất là biến chứng. Đường thì nó bình chúng ta đó, nó biến chứng. Thì đó, thuốc này nó sẽ gây không có những cái gì mà thuốc tây nó làm cho hại chúng ta, thì cái thuốc này nó sẽ không làm hại chúng ta. Uống vô mát mẻ, bình đường, ăn được, ngủ được đó, mà phải đòi hỏi thời gian nha. Ví dụ như một hộp, hai hộp, chứ không phải là uống vô vài ngày là nó phát hiện liền ha. Rồi tiếp theo là cái chai này là xúc lên đầu, mát da đầu, còn có công dụng là uống uống được, uống nó sẽ giải độc gan, độc thận cho chúng ta luôn ha. Và ở đây có nhiều cô bác đã dùng rất thành công ha, mặc dù nguyên chất. Ở đây là mật ong nguyên chất. Còn đây là thuốc máu nhiễm mỡ. Thì máu nhiễm mỡ này đó, mình đi khám bác sĩ nói mình bị máu nhiễm mỡ, mình không có một triệu chứng gì phát hiện cả trơn. Nhưng mà quý vị biết không, trong khi mà cái cọng răng của mình đó, mà đường ống mình đó, mà máu nó nhiễm vô 1%, mỡ nó nhiễm vô 1%, thì ở đó lúc đó chúng ta sẽ khó thở, chúng ta sẽ có những triệu chứng rất là lạ. Mà khi nó nhiễm vô, nó ăn vô 2% vô trong cái đường ống dẫn máu chúng ta mở á, thì đó là chúng ta sẽ có những căn bệnh là tai biến, lật ngửa, đột tử và khó thở, ép tim đủ bệnh hết trơn, là máu nhiễm mỡ này gây ra không bà con, cho nên rất quan trọng đó. Ở đây Quốc Đạo đã nghiên cứu ra được cái loại mút máu nhiễm mỡ, thì bà con uống từ tầm một hộp, hai hộp, ba hộp thì bà con khám nghiệm lại thì máu sẽ hết nhiễm mỡ, lúc đó chúng ta sống rất là mạnh khỏe. Và gan nhiễm mỡ cũng uống thuốc này cũng vẫn được nha, gan nhiễm mỡ cũng được luôn nha bà con, máu nhiễm mỡ và gan nhiễm mỡ nha. Thì ở đây chúng tôi sẽ cho bà con biết cái mật ong nguyên chất nó như thế nào. Thì ở đây á,
là ngoài ra thì chúng tôi có tặng theo cái thuốc bắc, thuốc tây của tỷ cơ, thuốc tâm linh năm màu, có tặng theo cho bà con thuốc bao tử no hơi sình bụng ở chua, có tặng theo cho bà con cuốn học giáo lý của thầy dạy cúng 10 điều viễn tu mà thầy Tây An, và cuốn này là cuốn thi văn giáo lý toàn bộ của đức thầy ha, tặng miễn phí ha. Và có tặng cho bà con máy niệm Phật, máy niệm Phật luôn ha. Máy niệm Phật này thì bà con nên qua kinh Quốc Thành bà con nhận dùm. Máy niệm Phật với mê giảng thì Quốc Thành, số điện thoại Quốc Thành là 0333 0463 đó quý vị, rồi 04424. Bà con qua bên bển nhận thuốc, nhận máy niệm Phật cho Quốc Tạo dùm bên kinh Quốc Thành và mê giảng. Còn đây là Quốc Tạo có tặng cho bà con cái tấm 8 điều găng cấm luôn nha, in sẵn luôn nha, bà con có cần thì tặng luôn. Nó còn một số nè, còn cái chục tấm nè bà con, còn cái chục tấm nè bà con, cần là mình tặng miễn phí luôn nha. Mời điện 8 điều găng cấm để nhà mình treo hình thầy Pháp Sĩ Di Đà, thầy Tây An đầy đủ, tặng miễn phí luôn. Rồi thì sản phẩm đã hết rồi thì chúng tôi sẽ lấy cái này ra cho bà con xem. Đây bà con xem đây, đây héo hết trơn, đây nó héo rồi quý vị. Đó mình thử bằng cách gì đó, bà con về nhà bà con thử gian gì đó, nó héo queo hết trơn nè, đó là chứng tỏ bà ông này nguyên chất nha bà con. Đó bà con về thử thoải mái, về kêu một shipper đứng đợi đó, thử đút vô cái cộng hành vô thử, chừng nào shipper nó thử xong rồi nó cho shipper đi nó, bà con thử thoải mái. Ở đây thì bà ông nguyên chất này nó rất là lợi nha bà con, sáng uống ly si chừng, gì nè, nước nước sôi đó bà con để bà ông vào cho nó vừa đủ ngọt, nặng miếng chanh để miếng gừng vô uống rất là khỏe luôn quý vị. Uống là chị tim mạch nè, chị bao tử nè, chị huyết áp nè, nó chị luôn cả chị máu nhiễm mỡ nữa luôn đó quý vị, máu nhiễm mỡ luôn á, máu nhiễm mỡ đó, rồi chị nhiều bệnh sau này cái người được bệnh đột tử luôn. Mà ông này rất là tốt luôn quý vị, gà vô cái lưỡi của con nít đó, gà vô người lớn bị viêm cuốn họng này kia là được hết trơn luôn, nó tuyệt vời lắm quý vị. Lấy mà ông chấp 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 thôi, mà ông này của Campuchia nha quý vị, mình lấy ở bên đất bạn gì à? 100% ông nguyên chất. Ở đây trên thị trường bán 1 lít đó 1.450.000, 1.400.000, 1.300.000, 1.200.000, Quốc Tạo chỉ bán 1 lít 1 triệu thôi, đúng 1 triệu cho bà con. Quốc Tạo chỉ chia ra cho bà con dùng cho nó, tại mình dùng sản phẩm Quốc Tạo, Quốc Tạo sẽ chia cho bà con mau hết bệnh ha. Dùng thuốc Quốc Tạo nhớ niệm Phật. Thì quý vị giá như thế này nào, quý vị giá Phật Tổ Phật Thầy cho con uống thuốc của cư sĩ Quốc Tạo người hòa hảo, con hết bệnh, con sẽ tĩnh tâm tu hành, đó là chánh đạo ha bà con. Giá gì bà con sẽ thành công. Thì trước khi mà kết thúc chương trình đó thì Quốc Tạo cũng xin nói với bà con, bà con lấy thuốc Quốc Tạo, bà con uống hết bệnh, bà con tu hành, bà con niệm Phật thì đó là cái phước đức của Quốc Tạo, chi phước Quốc Tạo. Còn khi Quốc Tạo lấy tiền của bà con, Quốc Tạo làm chẳng điều của quyền chân dung thầy phát cho những người khác thì phước đức đó là cũng là của bà con, cho nên chúng ta đã từng quần cái phước đức với nhau. Dạ kính thưa, xin chào bà con, đức thầy có cho biết là phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Số điện thoại của Quốc Tạo là 0927731654 và số thứ hai là 0383893763. Mọi chi tiết xin liên lạc. Dạ Nam mô.